ca sĩ xinh đẹp Ariana Grande sẽ mang thư lưu diễn The Darius Human nổi tiếng thế giới đến với thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 23 tháng 8 tại sân vận động Quân khu 7. Chương trình được thực hiện và đồng tổ chức bởi MMI Live và Bossarty.